giới thiệu Hoa hậu Diễm Hương. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Phương Khánh. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Du lịch quốc tế 2015 Nguyễn Kiều Linh. Xin được trân trọng giới thiệu Hoa hậu Du lịch các quốc gia 2021 Hoàng Phương Ly. Và đặc biệt xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân Lê Kha. Của hội đồng ban giám khảo vòng bán kết cuộc thi ngày hôm nay ạ. Một tràng pháo tay thật lớn nữa cho hội đồng ban giám khảo được không, thưa tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trước tiên ngay bây giờ xin cho phép Trung Hậu được phỏng vấn cảm nghĩ cũng giống như là tiêu chí của các thành viên ban giám khảo để có thể lựa chọn ra người chiến thắng xứng đáng nhất trong vòng thi. Và cuộc thi lần này xin được mời nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh ạ. À, như các bạn biết đấy thì cái tên của cuộc thi này đó là Hoa hậu Du lịch toàn cầu. Thế cho nên là và hoa hậu thì đương nhiên phải đẹp đúng không ạ? Và đẹp thì từ hình thức cho đến trí tuệ, đến như trình độ, đến văn hóa, vân vân và vân vân. Tức là cái bông hoa ấy nó phải là biểu tượng của mọi giá trị đẹp. Và ngoài ra thì cái vai trò của Hoa hậu Du lịch toàn cầu đó là các bạn ấy phải biết quảng bá cái văn hóa này, rồi cảnh quan quê hương đất nước con người của Việt Nam, trích tiên cho chính người Việt Nam và đồng thời là cho thế giới biết. Thế thôi, rất đơn giản. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Trung Hậu. Khánh cảm thấy vỡ òa cũng như là rất là vui khi được có mặt tại đây và được vinh dự trở thành ban giám khảo của một chương trình như thế này. Với tiêu chí của Khánh thì rất là dễ thôi, đó chính là Khánh sẽ chú trọng vào việc ứng xử của các bạn thí sinh. Bởi vì ứng xử cũng như khả năng tư duy nó là một cái điều rất là quan trọng để các bạn có thể tỏa sáng cả về trong cuộc thi này và cả khi mà bạn bước ra ngoài có thể ứng xử với tất cả mọi người như thế nào. Và đồng thời nếu như mà có các bạn thí sinh mà khả năng tiếng Anh của các bạn đó tốt thì đó là một cái thế mạnh của các bạn nữa. Xin được cảm ơn Phương Khánh và anh Phan Anh thân mến. Thì bên cạnh các kỹ năng trình diễn thì chúng ta còn đề cao vẻ đẹp của trí tuệ như thế nào trong cuộc thi năm nay ạ? Chắc chắn là vẻ đẹp trí tuệ luôn luôn là một điều rất là cần thiết trong bất kể một cuộc thi sắc đẹp nào. Vừa rồi thì nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, trưởng ban giám khảo cũng đã chia sẻ. Và nhiệm vụ của chúng tôi thì không phải là chấm về trí tuệ của các em, mà làm sao để có thể trao đổi với các em để các em có thể tự tin chia có thể là chính bản thân mình và có góp phần giúp cho các em khơi gợi để các em có thể tỏa sáng những cái vẻ đẹp trí tuệ đó. Và tất cả những cái việc làm của ban tổ chức thì có cái quy chế của ban giám khảo thì có quy chế của ban tổ chức rồi, và chúng tôi theo sát cái quy chế của ban tổ chức cũng như là quy chế mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đưa ra. Xin được cảm ơn anh Phan Anh rất nhiều. Quý vị rất nhiều và xin được cảm ơn các thành viên của hội đồng. Và thưa tất cả quý vị, Hoa hậu năm nay sẽ có quyền đại diện Việt Nam tham dự một đấu trường nhan sắc quốc tế nữa. Và Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu ra mắt mùa đầu tiên, nhưng tâm huyết muốn mang đến
đấu trường nhan sắc, những ý nghĩa. Chính vì vậy, cuộc thi năm nay sẽ kết hợp với công ty Sen Vàng về việc cử người đẹp đạt danh hiệu Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu năm 2024 tham dự cuộc thi Hoa hậu quốc tế mà công ty truyền thông quảng cáo Sen Vàng đang sở hữu bản quyền. Và thưa tất cả